Đây tôm hùm, bên đây là bào ngư, con bào ngư bự không? Đẹp quá. Dịch quay. Người ta dẫn vô bàn ăn. Đi ăn nhập xà. Vi, bữa nay Vi có vui không? Đang vui. Đây là nhà hàng. Không. Có để suy nghĩ thôi. Bắt đầu người ta đẩy đồ ăn ra nè. Giờ này mới mở cửa à, bởi vì chưa có nhiều người. Wow. Hai cái đi. Còn ba lựa đi. Đó. Có con đẹp. À, lửa đi. Trời ơi. Má khen cái chị này dễ thương và đẹp. Trời ơi. Đây người ta đánh dấu vô nè. Đó. Trời mắc tiền ở dưới à. Super. Gì vậy? Con đợi bánh của con qua. À. À, không. Cảm ơn. Đây cái món này nè. Cái món này mắc tiền nè. Có con đẹp. Đó. À, lọc bò kia kìa. Cái loại không có lấy thần. Không có, lấy xin mại. Không có. Cái bánh này là vị thích. Đó. Any scale of VPN? À, no. Cho nó hai cái không? Đủ thứ hết. Sự thể cũng ngon lắm anh chị. Ăn từ từ, từ từ. Đó. Mấy gì ạ? Đây là của Vi nè, Vi thích ăn bánh này nè. Đây là chép chép nè. Để ăn bánh nước không? Yes. Bánh cho hai em. Thằng mập nó ăn nè. Cảm thẳng em đi. Quá trời xe đẩy. Giờ này còn sớm mà ít người. Và đó là xe bánh ướt. Anh rình đúng bánh ướt. Cái này là em đi thích. Sao đó? Bánh ướt tôm. Anh đi thích bánh ướt. Ồ, bánh này bên đây. Đó. Ờ, em đi. Không. Là sứa với lưỡi dịch. Để cho Vi.
thôi. Ủa bên kia cái ly bên kia. Cái ghi nhiều à.